cái mặt vậy sao dám ra đường này, hai chân này. Trời ơi chết. Ai, tức, phải nói luôn. Trời đất. Cha bảy nè, ỉ cái sân nhà rồi ăn một dáng cái cư vô mặt mình. Được rồi, quân tử trả thù 10 năm chứ không đợi đó tôi. Có đơn giản đâu. Nè, chiều nay con rảnh á, con đi với ba qua bên nhà cha bảy phục thù cho ba coi. Thôi ba điên mình đi, con không đi đâu. Ủa sao vậy? Bình thường á, tao nói mày kêu mày đánh cờ, mày ham lắm, mày hớn hở lắm. Bữa nay làm gì kêu mày yếu xìu với cổng riêu. Cái gì vậy? Hôm nay nói chuyện với tao sao làm như e thẹn như gái 18 vậy? Cái gì vậy? Gì che che đậy đậy vậy? Bỏ tay ra coi. Ôi. Bỏ ra coi. Ôi mà. Có thằng nói chuyện thì cứ ghét luôn. Trời đất ơi. Cái mặt mày làm gì hà ba chú ôn vậy trời? Gì ghê gớm vậy? Vừa mới mất tiền mà vừa mới đánh bầm con mắt nữa nè. Ai? Mày nói đi. Ai? Đứa nào? Thằng nào con nào mà dám đụng con rể của ba? Mày nói đi, tao chơi khô máu liền. Nói đi, nó ai? Còn ai nữa? Ai? Con gái rượu của ba đó. Không phải ở đây đâu. Ở đây nè. Qua tới đây luôn nè. Trời ơi, nó quánh mình như vẽ tranh vậy đó hả? Trời đất ơi. Thiệt tình luôn. Tao tưởng mày nói ai, mày nói con gái tao, tao còn thua thì tao năn nỉ nó luôn á. Ủa nhưng mà nguyên nhân sao mà nó đánh mày dữ vậy? Thì là vậy nè. Cái gì vậy? À, thì ra là ông này bữa nay ăn gan trời, dám giấu quỷ đen ở đây nữa hả? Anh Trung! Anh Trung! Anh nghe nè vợ. Bước ra đây. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì đây? Bất ngờ chứ ông già. Anh giấu quỷ đen đi ra ngoài, mèo mã gà đồng đúng không? Đâu có. Cái... Ủa sao mà em nhiều tiền vậy, mới trúng số hả? Thôi đừng để bừa bãi vậy, để anh cất bớt cho nha. Để anh cất cho anh. Nè, anh đứng yên đó. Nói mau. Ai chỉ anh bữa nay mày đặt dấu quỷ đen quỷ đỏ nữa hả? Nói đúng không? Dạ. Tiền của anh đúng không? Có đâu, anh làm gì có số tiền lớn như vậy. Trời ơi, tiền anh đi làm nhiều lương anh đưa cho em hết rồi mà. Anh làm gì cất vụ này đâu. Đưa cho em hết hả? Tôi nói cho anh biết nha. Nhà này chỉ có tôi với anh, không phải tiền của tôi, không phải tiền của anh. Không là của ăn trộm hả? Rồi động vô nhà lấy tiền giấu hả? Hả? Còn bao nhiêu tiền trong quỷ đen nữa? Mau, đem hết ra đây. Vợ ơi, anh xin lỗi vợ. Anh lỡ dại, anh giấu có chút đỉnh này nè. Anh giấu có nhiều đó đó, mẹ phát hiện hết rồi đó. Không còn chỗ nào nữa đâu. Thiệt là có bao nhiêu đó không? Thiệt. Không mau mà đem hết ra đây cống nạp nha. Thì nói công chuyện với tôi đó. Anh nói thiệt mà, anh giấu có nhiều đó đó là hết rồi đó. Hết thiệt không? Hết thiệt mà. Em đứng yên đó cho tôi. Em sáng giờ em làm mệt rồi, thôi để tụi già anh dọn cho. Thôi em không dọn chứ. Nói được tôi bánh bây giờ. Đứng yên đó để anh dọn cho. Mà không có đâu, anh giấu hết rồi. Không có đâu. Hết rồi. Chỗ đó không có đâu, sách không à. Cái này là cái gì đây? Anh giấu vô gái đúng không? Không có đâu. Không có nè. Khoan, vô chỗ nào ba? Vô cái chỗ mà giấu tiền, bị lộ tiền. Bị nó lấy tiền, nó quýnh mày. Tiền vợ con cho con ăn sáng uống cà phê. Con không dám làm gì hết, con để dành. Con cất cái đó, con làm quỷ đen. Cái quỷ đen của con là quỷ tốt nữa. Con chỉ để lâu lâu cái con mua quà cho vợ con tạo bất ngờ. Nè, chuẩn bị tới kỷ niệm ngày cưới nè. Con tính tạo món quà bất ngờ. Chưa gì hết trơn á, sáng dọn nhà dẹp lòi ra trơn rồi đánh về nè, thấy không? Đúng là vận trai 12 bánh nướng nè. Mà sao cái bến này nó đục ngầu à? Lô. Bến này bến của tao đó, nghe. Mày đang dằn mặt cái bến của ba mày đó. Trời đất ơi. Mà lúc trước tao cũng có cảnh báo mày rồi. Tao nói nó dữ lắm. Nó dữ, nó nóng như là kem. Cái gì? Kem gì nóng? Thì tao thích nói ngược vậy đó. Tao thích nói như vậy đó được không? Đó, cũng tại mày hết. Bây giờ mày chịu chứ mày đổ thừa ai? Ba không mang ủi còn thôi. Còn châm dầu vô lửa nữa. Mà cũng tại mày hết đó mày. Lập quỷ đen, khôn khéo chút xíu đi. Ai bị giấu vô, kệ dài.
rồi giấu vô cái kệ sách, rồi giấu vô bức tranh, mấy chỗ đó lâu lâu dọn dẹp là tao nói mày lộ tẩy liền. Ôi ba làm như ba câu thủ vậy đó. Con nói thiệt luôn, nhiều khi ba còn không dám giấu nữa. Nói mày nổ như mày. Đúng là mày tuổi trẻ chưa có trải sự đời không biết. Tao ở giờ mấy chục năm mà tao giấu tiền lập quỹ đen có bao giờ mà biết không? Cái quan điểm của tao là cái gì? Cái nơi nào nguy hiểm nhất là cái nơi an toàn nhất. Cứ thế mà làm, nó vậy thôi. Trời ơi, thấy mày về chứ thấy... Thôi, thấy thảm rồi, nè. Cầm tiền, xài đi. Chứ tao biết cái chuyện này mà lập quỹ đen thì cái tội nặng dữ lắm. Khó có cho tiền mày xài lắm, cất đi. Thấy không? Rồi. Mà để có gì đó chiều rồi tao gặp Ngân rồi tao dặn đó. Mà dặn vợ con mai mốt đừng có đánh con nữa nha ba. Không. Chứ sao? Tao dặn đánh đâu đánh, chữa mặt mày ra. Mà cất tiền còn không lấy đâu. Mày đắc sĩ diện hờn giận vu vơ rồi. Để xài đi. Tính đánh cờ phục thù mà thấy cái mặt mày gì đánh cờ phục thù gì. Đánh chắc còn thua thêm nữa. Thôi nghĩ đi, rồi khi nào cái mặt nó xẹp xuống rồi đó, nó hết bản đồ trên mặt rồi đó, thì cứ đánh cờ tiếp. Tôi về đây. Mặt đánh cờ sao đánh nữa đánh. Ây da. Ôi con nhận vợ mình nó cao thủ thì nó đấm một cái là nâu liền luôn. Mẹ nghe nói còn mơ đánh thằng Trung bầm mặt phải không? Nó làm gì mà đánh nó tội nghiệp vậy? Là ba nói cho mẹ biết đúng không? Con biết ngay mà. Ba hở lúc nào cũng bên anh Trung hơn con hết. Đàn bà con gái gì đâu mà dữ dằn, đánh chồng như đánh con vậy. Thì tại vì á, ảnh lén con giấu quỷ đen, không phải đánh cho ảnh chừa chứ mẹ. Trời đất ơi, con không biết hả bên ngoài có mèo mã gà đồng hay không nữa chứ. Giấu tiền vợ là không có thể nào chấp nhận được. Mà mẹ nha, hôm trước á, con nghe ba với anh Trung nói chuyện á, ba chỉ ảnh mấy cái chiêu giấu quỷ đen nữa đó. Mẹ phải coi chừng nha. Trời ơi, con không biết đâu. Ba bay hả cũng giấu giếm dữ lắm. Ông giấu tiền ở kẹt tủ nè, rồi treo trên cành cây nè, rồi hả mấy bữa nhét trong dưới đáy của cái chậu kiển. Nhiều nhất là biết giấu ở đâu nhiều không? Ở đâu nè? Trong mấy cái đôi giày cũ đó. Ông tưởng ông ngon nhưng mà đâu có qua mắt được mẹ. Mấy cái đó mẹ biết hết á. Với lại nhiều lúc á cũng thấy tội, bỏ thêm cho ông mấy đồng, xong rồi giả ngu giả ngơ cho ông đắc ý chơi. Trời ơi, công nhận mẹ đúng là cao thủ luôn đó. Vậy là từ trước tới giờ ba tưởng mình là gà, nhưng hóa ra ba chỉ là hạt thóc thôi. Mẹ, ba mà biết chuyện này chắc ba khóc ròng luôn đó. Mẹ không biết nữa. Nhưng mà mẹ nói con nghe, phụ nữ á, lẳng tay với đàn ông một chút xíu đi. Rồi mấy cái tiền đó, những cái dịp lễ nè, sinh nhật nè, nó cũng chích ra nó mua quà nó cho vợ chứ nó có đem đi đâu đâu nè. Đôi khi á, phụ nữ giả ngu ngơ đúng chỗ cũng là một cách vợ chồng đó con. Nhưng mà cũng tùy người mẹ ơi. Biết đâu á, ba đối xử với mẹ như vậy nhưng chưa chắc gì anh Trung á, anh đã làm như vậy đi con. Nói chung á là bây giờ nha, anh Trung ảnh thích cái gì, muốn bất cứ thứ gì, anh chỉ cần nói con có thể sẵn sàng mua cho ảnh hết, chiều ảnh hết. Nhưng mà giấu con cái chuyện mà giữ tiền rồi có quỷ đen quỷ đỏ là con không thể nào chấp nhận được. Cho nên á, con nói cho mẹ biết nha, lơ tơ mơ là mất chồng như chơi. Hết nói rồi. Mày con mẹ mà không giống mẹ miếng nào. Ha, thấy chưa, tôi bắt tại trận mà anh dám cắm sừng tôi hả? Anh ngon quá rồi. Nè cô kia, cô biết anh ta là ai không? Biết anh ta có vợ rồi không? Biết. Biết rồi mà vẫn còn gian díu dê dãng nữa hả? Tôi nói cho cô biết nha, anh ta không có đồng xu cắt bạc nào trong người đâu. Đừng có hòng dụ dỗ mà moi tiền biết chưa. Vợ cái gì? Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Không phải thì tôi nghĩ bắt tay trận rồi, không phải gì nữa. Ủa, mà em nói em đi làm đẹp mà, sao giờ em ở đây? Bây giờ mới lòi bộ mặt của anh ra. Sáng ngày ngon ngọt dụ dỗ kêu tôi đi làm đẹp để tới hẹn hò với anh. Anh hay thiệt đó, hẹn tôi buổi tối, còn ban ngày ban mặt anh đi hẹn hò với gái. Nè, quỷ đen á tôi tịch thu hết rồi mà anh vẫn còn tiền ha. Tặng hoa, tặng quà cho người ta nữa ha. Nói, quỷ đen ở nhà anh còn giấu ở đâu nữa, khai mau. Không phải như vậy mà. Chị gái, nãy giờ chị nói mệt chưa? Chưa. Chị nghe em giải thích nè. Thật ra anh chỉ là khách mua hoa thôi. Đúng rồi, anh chỉ là người mua hoa thôi. Thấy chưa, bây giờ khai thật rồi đó. Khách mua hoa, gái bán hoa.
Trời ơi, ở nhà tôi chưa đủ cho anh hay gì mà anh đi tìm gái nữa hả? Trời ơi, vợ ơi, anh không tin em nghĩ được như vậy luôn á. Khoan từ 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 từ. Nãy chị mới nói em đã gì á? Là gái, gái bán hoa, không nghe hả? Trời đất ơi, chị quá đáng lắm luôn á. Em đúng là gái bán hoa, nhưng mà em là gái bán hoa tươi ở trong shop, chứ không phải là gái gì mà chị nghĩ đâu nha. Thiệt luôn á, nhìn chị đẹp người mà cái nết chị cũng đẹp tí nào hết trơn á. Ăn nói hồ đồ, người ta chưa kịp giải thích gì hết à. Thật ra em chỉ là người giao hàng thôi. Anh Trung, anh đặt hoa ở chỗ shop của em thì giờ em đi giao thôi, có gì đâu mà làm cái ghê. Nè, làm đi. Bán không có lời lãi nhiêu hết trơn á, rồi tự nhiên bị chửi làm gái, bị chửi giật chồng. Anh trai, về nhà nói lại vợ hen, dạy lại, hiền hiền lại chút đi. Em á là em hiền rồi đó, gặp người khác rồi dạy cái mỏ bà đó. Thôi cho anh xin lỗi nha. Nè, bán hoa thôi làm gì dữ vậy? Em ơi là em, vợ ơi là vợ. Từ hồi nãy giờ anh giải thích với em rồi mà em không chịu hiểu. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình. Anh muốn mua hoa tạo bất ngờ cho vợ. Bây giờ vợ phát hiện rồi làm rùm beng lên như vậy. Nếu mà em không tin á, em dạch cái thiệp này ra đi. Em coi trong đó ghi cái gì. Có phải là ghi kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình không? Nè, chồng mua hoa, mua quà tặng vợ thiệt hả? Chứ tặng ai nữa bà. Trời ơi, bà bớt ghen lại giùm tôi cái. Ghen đâu mà ghen bậy ghen bạ như vậy. Thì tại vì á, em thương chồng em mới ghen thôi, chứ không thương ai ghen làm gì. Mà người ta, xin lỗi mẹ, đừng giận nha. Tôi khổ quá mà. Anh chỉ có một mình em thôi. Một mình ơn em là được đánh anh bầm dập thôi. Cái chuyện đó qua rồi, nhắc hoài à. Người ta biết lỗi rồi, cứ ghim ghim hoài à. Xin lỗi được chưa? Anh giấu quỷ đen này á là để tạo bất ngờ cho em, để hâm nóng tình cảm của vợ chồng mình thôi, chứ đâu có cho ai đâu mà em lo. Em cảm ơn chồng nha. Mà công nhận mẹ nói thiệt là đúng. Mẹ nói gì? Mẹ nói gì đúng? Đây là bí mật của em với mẹ, không nói chồng biết đâu. Ủa chết rồi, chồng đặt nhà hàng đúng không? Không đi đi, bộ tính ăn kỷ niệm ngày cưới ngoài đường luôn hả? Đúng rồi, chết rồi. Thôi mình đi lẹ, để trễ giờ.